Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn thêm một cái bộ phụ kiện bộ nhíp dài 50 bản 4 lá nữa. Video trước thì có loại 3 bộ rồi. Thì video này xin giới thiệu đến các bạn thêm một bộ này nữa. Đấy. Đây là nhíp 4 lá đấy, chiều dài 52. Nhíp này thì cho tải trọng từ 300 đến 400 kg, cả xe lẫn hàng. Các bạn có thể sử dụng thực tế để cho các cái tải trọng khác. Hàng thì rất đẹp chuẩn. Cái này là hàng nhập khẩu các bạn nhé. Chất lượng lá thép của nó là nó khác hẳn với này, cái nhíp lội sản xuất đấy, các bạn nhìn đấy. Hàng rất là chất lượng đấy. Lá nhíp nó không bị lỗi, không bị vết, rất là đẹp. Đây mặt lưng nhíp này, mặt lưng nhíp này có những cái gờ tăng cứng. Hàng sản xuất rất là đẹp. Đây, những cái hàng này mình nhập khẩu là nó vận chuyển rất là đẹp. Đây, nguyên bó như thế này, một đôi là nguyên một bó như này, hàng không bị chảy xước gì luôn, rất là đẹp. Các bạn đặt hàng thì xin liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem thì đừng quên nhấn cái đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái video khi mới có sản phẩm đăng lên.